đừng có bung 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 lụa nữa, không có được vậy. Thùy miệng lại một tí. Ngon lành rồi. Đây là tiệc của tiệm Classy. Đây là tiệm đầu tiên của Long đây. Hôm nay vui quá. Vẫn còn thiếu vài người họ đang làm, với lại đi đón con họ đến chơi. Quá ngon luôn. Dạ quay chứ. Đồ ăn ngon là phải quay để kỷ niệm lần sau, năm sau mình coi mình ăn cái gì chứ. Right. Okay. What's your favorite in here so far? This? Okay. So bạn hả? Melissa lại lấy đồ ăn đi em. Wow, that's a lot. That's what you got for being older. Okay, for being good. Okay, who the third one? It's hard. Is it? I don't know. Chicken here. Chicken here or who? Em già nhất hả? Chị bao nhiêu tuổi? 36. 36. 36 đủ rồi. 32, never mind. Everybody knows. Đây bạn bị trắng cũng là nhân viên của Long. Đây con gái của anh. Đây cô bé mi trắng cũng là nhân viên của Long Ivy đây, Classy Nail. Thank you. Còn anh đây thì là người Mexico. Làm cho nhân viên của Long được 2 năm nay rồi. Thank you, thank you. Melly, next. Thank you em gái. Nhi already? Già vậy luôn á hả? Thank you. Ui trời, đời nãy già luôn. You're welcome, em. Erica. Erica. Come on down. You are the next contestant. The price is right. The price is right. Okay, so I have to. Cô này, cô này thì người Campuchia. Campuchia. Tiệm này thì là nhân viên giống như là Hợp Trung Quốc á, giống như là United Nations á. Cô này thì là Lễ Tân. Rất là dễ thương. Ui xa. Merry Christmas, some guy. Now I know where's Candy at. Candy, Candy, you can come back. Yeah. Thank you. You're welcome, ma'am. Okay. So, we still have gifts. You take it. More gifts are passing out. Okay. Con 2, 4, 6, 8, 10. 10 cái quà nữa. 11 cái quà nữa. Oh, that's a big one. Good job, em gái. Good job, em gái. Yeah. Keep it up. Keep it up, em. Okay, second biggest gift going to the most helpful one. Going to Miss
You're welcome, em. Cũng còn mớ nữa. This one is the kids gift. Okay. Paxson, give cho Paxson luôn. Không lấy, không lấy. Eddie, it's not here though. Okay. Paxson. You want your gift? Yes, yes. Chạy, chạy. So cute. Wow, the bag is bigger than her. No. Paxson, lấy đi con. Paxson, lấy đi. À, giỏi. Giỏi. Ôi dồi. Tiếp tục. Okay, Sabina is still working. I want it for Sabina. Okay. One more on that side. On my hand. On my hand. It's also our personal gift from A11ID2. It's going to Sotia! Thank you, Sotia. Chào chào. You're welcome. Đây là một cái thẻ vàng. Good em. No one gets you my gift. Ui, ui, trời ơi. Trời ơi. Đây là khi mà đi về ở tiệm đi ra nè. À, xe đã bị đông đá hết rồi. Đây có cái mặt cười hả? Đây giống mặt cười không? À, mặt cười này không? Ok, bây giờ mình để mấy xe cho nó ấm. Bữa nay Ivy lấy chiếc này đi nữa chứ. Ngay cái ngày trời mưa tuyết ở đó, nước nó vô. Úi xa. Úi trời trời trời. Bên trong là nó vậy nè. Đó, nhìn bên trong nè. Ở bên trên này nó có chữ Super SUV là cái tên của Instagram của Long. Super xong rồi cái khói gạch ở dưới xong rồi SUVS. Giờ mình để mấy xe. Đó. Rồi giờ mình mở máy máy sưởi lên. Ghế nóng có rồi. Giờ mình phải để đây. Rồi. Này đợi chút xíu thì nó sẽ tự tan những cái đá này đi để Ivy lái xe về. Rồi. Nhiệm vụ của mình là cái nhiêu đó thôi đó. Còn đây là xe này Long đi nè, vậy mới ngầu chứ. Làm sao mà đi được cái này ta? Tuyết phủ trắng hết trơn rồi. Còn ở ngoài là nhân viên đã đi về nè. Bye bye. Nhìn không ra xe luôn. Tuyết xuống đảo quá. Đó. Hai chiếc, bữa nay lôi hai cái này ra ngay cái ngày tuyết nữa chứ. Rồi bây giờ Long đi về đây, trên đường lái xe về, nếu mà quay được xong sẽ quay cho mọi người cùng xem. Còn đây là bên trong hiện tại. Long vừa mới quạt kiến xong thì nó vẫn còn đá bên trên tí. Giờ mình đợi cho thổi hơi lên, nóng lên cho nó tan hết cái đá này đi rồi mình mới chạy được. Còn bên này là Ivy nè. Ok, bây giờ mình phải dê xe lại để mình... Tuyết giống vậy nè, mà mình chỉ cần đạp ga nhẹ cái là xoay vòng 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 liền. Cho nên là mình chạy trong tuyết nó có phải có cách chạy của tuyết. Mình cứ đạp ga nhẹ nhẹ. Ok.
khi mà mình muốn quẹo thì mình cứ chậm chậm lại, cảm thấy mà thắng không ăn á thì mình cứ dậm xong rồi mình thả, dậm xong rồi thả nhẹ 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 ra, chứ không có dậm giữ sâu thắng. Nếu mà mình dậm giữ sâu thắng á thì xe nó sẽ trường tới, nó không có gần được đâu. Cũng may là chiếc này là hai cầu, dẫn động bốn bánh cho nên là không có sao trong cái thời tiết này, chạy rất là tốt, rất là an toàn. Tuy rồi nó hơi lùn tí nhưng mà chạy rất là êm. Đó, quẹo như thế này thì mình cứ thả nhẹ nhẹ mình quẹo thì không sao hết. Thường thì mấy cái đường như vậy á, mà tuyết xuống nhanh quá đó thì họ sẽ rải muối hoặc là họ ủi đường một bên thôi, đa số là bên trái. Thì mình cứ theo cái đường giống như giờ mình chạy nè, đường mà mình thấy nó đen đen vậy nè, là có nghĩa là người ta đã rải muối, người ta đã khử cái đồ trơn trên đường rồi. Thì mình chạy cái đường này nó an toàn hơn là cái bên kia. Các bạn thấy bên bên phải thì tuyết nó nhiều hơn, bên đó thì nó hơi nguy hiểm hơn. Bên này người ta đã rải muối, người ta đã ủi đường sạch sẽ, mình chạy bình thường lắm, giống như trời mưa thôi chứ không có giống như là đá hay là cái gì nguy hiểm. Tại vì chạy sau lưng một chiếc xe kia nữa, chắc là do sợ quá không dám chạy nhanh. Đó, trải nghiệm chạy xe này trong tuyết cũng rất là tuyệt vời. Chiếc này là lần đầu tiên Long chạy trong tuyết nè, mà tuyết mạnh hơn bình thường. Bánh xe rất là bám, chiếc này chạy rất là an toàn. Đường này cũng đang trắng bóc nè, nghĩa là đá với lại tuyết nó trộn với nhau rất là trơn. Những căn nhà người ta đã làm đèn đuốc đủ đẹp không? Bên này nữa. Đây là cái đoạn đường đi về nhà hàng ngày rất là đẹp. Bữa nay thì tuyết rất là nhiều. Những cái khúc cua nhỏ nhỏ giống vậy này nha, nhìn nó rất là nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ đơn giản vậy chứ, nhưng mà chạy mà không đúng á là lủi lề liền. Bên trước là chỗ chơi golf, sân golf. Sân golf này thì 18 lỗ, lỗ nhà Long là thứ 15. Nhìn những căn nhà ta làm đèn đẹp quá trời. Năm nay Long không có làm, tại vì bận công việc đi đây đi đó, quanh về thì tuyết không có làm được. Gia đình đi ăn uống nè. Bữa nay hẹn với lại bạn đi ăn trước Christmas ha. Đi ăn Christmas tặng quà, mà giờ coi nè, đúng ngày dễ sợ luôn. Wow, đèn đẹp chưa? Lâu lắm rồi cả nhà Long Ivy mới đi ra ngoài buổi tối giống vậy. Bữa nay là ăn tiệc trước Giáng sinh cho nên là phải đi ra ngoài cho nó may mắn. Đó, tuyết vẫn rơi đẹp chưa? Wow, quá dày luôn. Cái này đi ăn xong rồi lát về nhà là ngập hết. Nếu mà tuyết rớt kiểu này thì bữa nay chắc lên khoảng được 20 hoặc là 30 cm. Đó, quá nhiều. Ngoài đường không có ai luôn. Wow, nhìn ngoài tuyết kìa, trắng xóa một vùng luôn. Giờ mình vừa mới lên xa lộ nè. Xa lộ mà bây giờ tuyết lên khoảng chừng 3-4 cm rồi. Xe ta chạy chậm không à? Cỡ 50 km/h. Đường rất là trơn trượt, nhưng mà chiếc này thì đi rất là an toàn, có chế độ chạy tuyết. Đó, chỉnh vô đây thì xe nâng cao lên một tí, dẫn động bốn bánh tốt. Lên trên này thì có hình của cái cầu, với lại mình có thể là mình xem được
xe mình nó có ăn đường hay là không, trơn trượt như thế nào. Này mình mới đủ là trải nghiệm chiếc Range Rover nè, chạy tuyết vậy mới sướng nè. Chạy mình thấy rất là bình thường, không có bị trơn trơn hay là bị có cái mối đe dọa nào mà mình thấy sợ hãi. Thấy rất là bình thường, yên tâm. Tuyết giống vậy thì nó có hai cái rất là nguy hiểm. Thứ nhất là những cái cua giống như vậy nè, thì đá nó nằm ở dưới, mình chỉ cần quẹo tay lái nhẹ thì nó sẽ làm xe mình đưa vô lề. Cái thứ hai nữa là mình sang len, vì xe người ta chạy trong một cái len đó, nó có cái đường sẵn rồi, cái khúc mà ở giữa đó không có ai, ít khi chạy qua chạy lại đó, thì tuyết chỉ là đá nó đông ở giữa đó, khi mà mình sang len nó rất là nguy hiểm. Hạn chế sang len khi mà mình đi trong cái trời tuyết. Bây giờ là mình ra cái xa lộ chính nè. Đường này thì có 6 làn, nhưng mà bây giờ thì chắc là thu gọn lại còn khoảng chừng 3 làn chạy được thôi, vì xe ủi tuyết không có ủi hết tất cả những cái làn mà mình chạy. Trước là mịt mùng luôn, không thấy gì luôn. Mình kiếp mình phải có khoảng cách khoảng chừng 7-8 chiếc xe tới chục chiếc xe là chắc ăn nhất, để mình thắng còn kịp. Hoặc trường hợp mà mình thắng không kịp thì mình có thể lạng qua phải hoặc lạng qua trái. Mịt mù. Này xe ủi tuyết nè, rải muối ở sau nè. Wow, đằng trước xe này chạy như vậy làm sao mà chạy được ta. Sợ quá à. Này giống như em nãy chạy về vậy. Chạy Lamborghini chạy 2-3 giờ. Em sợ không, mới đầu em lúc mà em vừa đi quẹo ra trời còn thắng không dịch. Nhưng mà đến khi mà anh bật, anh dừng lại, anh bật đấy lên cho em chạy bình thường. Chạy em luôn ha, ngon luôn ha. Tại vì cái cảm giác ấy, cái đầu tiên là mình cảm giác sợ. Đường mấy cái khúc này ít có xe tại buổi tuyết, nhìn nó trơn. Không thấy đường xuống luôn, mới ghê chứ. Đây. Cái này mà ôm cái cua chỉ cần nhẹ tay lái một cái là đi xuống hố luôn. Rất là trơn. À, nhìn đã không? Tuyết đẹp lắm. Ở trong nhà rất là đẹp, nhưng mà ra đường mà cái thời điểm như vậy nè, nếu mà mình sợ thì sợ kinh lắm. Mà khi mà mình làm chủ được tốc độ xe nè, với là mình quen tuyết thì thấy nó rất là bình thường. Ngoài đường thì nó nhẹp nhẹp, nó dơ vậy. Bây giờ chưa nhẹp nhẹp lắm đâu. Lúc mà mặt trời lên á, tuyết nó tan ra, lúc đó mới kinh. Chạy thì là chạy đoán thôi chứ, đoán chạy bò luôn á, không có cái len, cái làng gì hết trơn á, trời đâu nhìn thấy được, cứ giữ len của mình chạy thôi. Nó không có len nào ra len nào hết trơn, đâu nhìn thấy cái vạch nữa đâu. Đó, giờ công an ra đây bắt vạch nè. Wow, xa lộ mà vậy nè, tuyết đã đời. Chạy cũng 41 mile một giờ là khoảng 6 mấy km giờ hả, cũng được, cũng tới thôi. Từ từ, bình tĩnh. Bentley vừa lên xe khoảng chừng 5 phút là ngủ rồi, thấy khò khò rồi. Nhưng mà ngủ một lát nữa quậy là tới luôn, thoải mái luôn. Tới chỗ là anh quậy khỏe nhất mà. Coi đường nè, ai cũng bò rù rù rù. Giờ còn chạy có 35 mile giờ, 50 km. Đằng trước có xe nó không chịu chạy luôn rồi. Mấy cái cua giống vậy nó đâu dám chạy, quá chậm luôn. Xe chắc là không bám lại, sợ. Nó chạy gì nguy hiểm lắm. Đằng trước còn 4-5 chiếc nữa kìa, đoàn luôn.
mấy cái dốc này là phải xe hai cầu mới đi được, chứ còn xe mà chạy bánh sau là thôi bó tay rồi đó. Khúc này chạy xe bánh sau chạy lên không được. Đó, nó có mấy chiếc chứ chạy không được được kìa. Ở mấy cái vùng tuyết á, một là đi xe hai cầu, hai là phải dẫn động bánh trước. Thì còn đi bánh sau rất là nguy hiểm, mà chạy lên mấy cái đồi đồi giống vậy là nhiều khi chạy không được. Nó không lên được. Không, nó đẩy lên, đẩy không nổi, đầu nó lặn qua lặn lại. Chạy không nổi. Chạy một mình. Trời lạnh nha, mà kéo kính xuống luôn. Không thấy đường à. Quá nguy hiểm luôn. Xe nào cũng bỏ blinker lên hết. Xe lũi vô lề hết trơn, ghê thiệt. Đường mà nó hơi cong tí thôi mà nó đánh xe mình văng trong luôn à. Đó, xe bị giặt vô lề hết trơn à. Xe mà không có dẫn độ bốn bánh là đưa vô lề hết. Tại cái đường khổ này nó hơi nghiêng một tí thôi. Mà nó ghê vậy đó. Xe nó vô lề luôn nè. Còn chiếc trước chạy cũng được. Quá nguy hiểm. Sau ngày hôm nay chắc là phải đổi mua Range Rover hết. Bé trẻ mang nó anh ạ. À tội ha. Giờ đâu dám chạy sợ đâu. Sợ lắm luôn á. Sợ chứ, nãy xem mình đọc. Ừ, cái xe nó quay. Không có thể lên làng vậy chứ. Có chiếc kia là không chạy được luôn nè. Thôi. Mình xuống exit đi. Sắp tới cho ăn rồi. Vứt chân về tiệm ăn đâu. Đường cho chạy 70 mile giờ mà không có kẹt xe. Mà giờ mình đang chạy có 9 mile giờ. Tạm thời xuống đây đi. Đây là downtown của Columbus. Cái này mới xây bên trái nha. Giống như cái convention center. Đây vẫn có cái chiếc mà anh. Bên trái này mà. Yeah. Đó, nhà hàng đằng trước nè. Là nhà hàng mình đi nè. Để mình kiếm chỗ đậu. Chắc nó có valet parking. Để mình đậu lại. Rồi, mình đậu lại đi. Giờ mình đậu lại cái mình đạp ga mạnh cái mình đậu lại luôn. Rồi, mình đậu lại. Tập vô tô dấp. Đây rồi. Ngon. Cực khổ không? Mưa tuyết mà phải đi ăn nè. Keys right here. We just need a ticket, and he's got the ticket for the minutes. Okay, this one, Nico. Yeah. Đừng té nha. Come on, son. You guys get everything you need out of there? Yeah, should be. Alright. I will bring the ticket in for you, sir. Yeah, thank you. I have a friend coming. Oh, okay. Yeah. Đó, tuyết nè, vui chưa? Đi ăn uống mà trời tuyết nhìn đã thiệt chứ. Đó, nhà hàng đẹp không? Wow, đẹp luôn. Tối quá không thấy gì hết. Đây họ bán thịt bò steak là hết ý. Đây có chỗ ngồi hơ lửa nè, sướng chưa? Quá ấm luôn. Trên này là rượu, có Louis 13, Macallan 30, Dalmore 35. Toàn rượu dữ không đó. Bên này nữa. Wow. Dalmore 45 luôn kìa. Nó có mấy cái loại 60 năm nữa.
Đây là chỗ cái bộ quầy bar, người ta có thể ngồi đây để uống rượu, trò chuyện. Giờ mình đợi lấy cái bàn VIP, mấy anh em vô ăn uống mừng lễ Giáng sinh. Năm nào thì nhà Long cũng đặt một cái phòng ở đây. Rất là may khi mà Long có thể đặt được cái phòng phút cuối. Thường thì người ta không có để cái phòng sẵn cho mình giống vậy đâu. Tại những cái phòng này nó rất là đặc biệt. Đây, năm nào cũng được cái phòng giống vậy nè. Nice. Thank you, thank you. Yeah. You want to take off your mask, hun? Bà coi đẹp trai cái nào. Oh, my mask was even on. You don't even know? Yeah. Ai đẹp trai? Ai đẹp trai? Ai đẹp trai nói ba nghe coi. Ai đẹp trai? Ba hả? Tapashi. Cái Wagyu A5 nè, cái này là hôm trước Long mua 12 pound nè. Cái này nó bán chỉ có 6 ounce thôi mà 140 triệu đồng. Hôm trước mình mua tới 5 kg. Ăn mệt nghỉ luôn. Wow, miếng thịt bò này. Đã không? Miếng thịt bò của em đâu? Này là của bạn đây. Wow, that looks nice. Marvelous. Belly, let me see your steak. Wow, huge. Bring it over here, Ivy. It actually tastes good. Tastes good? Wow, that was nothing. Nice. Why did I go a spoon? It's a fork. Gần bằng, bự bằng cái đầu Billy luôn rồi. Đây gia đình của bạn. Coi anh tay trái anh cắt kìa. Ủa, cắt tay phải hay tay trái? Phải. Nó tay trái mà sao đưa tay phải? Nó rồi, cầm tay gõ mà. Mâm mâm. Ngon lành. Trời ơi, đã. Ngon không con? Ngon. Trả lời sao được. The more you drink, the more you taste better. The more I drink, I got drunk. I cannot drink anymore. Do you taste the difference? Like, yeah. Yeah. I'm surprised that they don't mess up this much. He said original 600. Where's the price tag? I'm not sure. Yeah. That's good. They're lower even. That's what I see. When I see it, like, it's high, right? But Christmas, it's like a discounted. I can't get it. Don't bully me. Sure, no. Fine, huh? No. That's what I was thinking, right? Yeah. Mm-hmm. You can always use that. Oh, you go there. Yeah. If he said that, we'd be leaving. I've seen it. You know, every time I go restaurant, I look. Đây là xe của anh bạn. Bạn đi chiếc Tesla Model Y. Còn kia là xe của Long. Bây giờ họ dời xe tới cho trước đây cho mình, để cho phụ nữ họ bước vô dễ dàng hơn. Tại vì tuyết ấy, không có đi qua bên đường được. Chiếc này chạy dầm tuyết là hết ý luôn. Đây. Rồi kiến nè. Tuyết nè. Mở cửa ra lọt vô thôi. Giờ phải phủi cái này trước khi mình chạy thì mới thấy đường. Lạnh. Đó, đây là tuyết dơ nè. Nhìn nhẹp à. Ồ.
Okay, let's go. Yeah, let's go because my hands are chào tạm biệt mọi người nha. Lạnh quá, giờ lái xe về nhà. Trước mình là có chiếc xe họ ủi đường nè, ủi tuyết nè. Vừa ủi, ấn trước, ấn sau thì họ rải búi. Nếu mà xe mình chạy yếu hay gì thì mình hay là chạy trong tuyết không được, mình cứ chạy sau lưng mấy chiếc này thì an toàn. Còn nếu mà mình cảm thấy mà mình chạy được bên ngoài thì mình ra ngoài tí, tại vì họ chạy rất là chậm. Khoảng chừng 30 mile giờ. Ha. Giờ mình phải qua bên trước. Xe rải búi, bụi tuyết. Đó là như vậy. Không thấy gì hết. Đó, đường ở trước là bình bụng luôn á. Khi mà họ ủi ra thì nó sẽ trống hơn, sạch hơn. Sau lưng đi sau lưng chiếc đó chắc là rất là chậm, 30 km/h.